chào mấy đứa nha. Nay mấy đứa cùng thi cuộc thi gì mà đẹp thế vậy? Hôm nay chúng mình cùng chơi trò chơi biểu diễn thời trang nha các bạn. Wow, thấy thương quá bé Su Su ơi. Wow, đồ con ai thiết kế cho con đẹp quá vậy hả? Wow, đẹp quá. Wow, mấy bạn sẽ thi nè. Rồi chúng ta bắt đầu cuộc thi nha. Dạ. Chào MC nha. Chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ làm biểu diễn thời trang nha. Hôm nay bạn Hữu Lợi sẽ biểu diễn trước. Rồi bây giờ cuộc thi đầu tiên sẽ là bạn Hữu Lợi nha các bạn ơi. Cuộc thi xin được phép bắt đầu nha. Quần áo của bạn Hữu Lợi được thiết kế từ túi ni lông nha các bạn. Bạn Lợi đi có vẻ rất là tự tin nha các bạn. Wow, bản lĩnh chưa? Wow, nhà hầu ghê chưa? Biểu diễn rất dễ thương của bạn Hữu Lợi nha. Thi của bạn Anh Khôi các bạn ơi. Bạn Anh Khôi mang đồ của bạn Anh Khôi được thiết kế từ lon nha các bạn. Thiết kế từ lon rất đơn giản là gì? Wow. Bạn Quốc Huy, bạn thấy có bạn Quốc Huy nè các bạn. Đồ của bạn Quốc Huy được thiết kế từ giấy. Trong khi chờ đợi kết quả, đây là màn phục vụ văn nghệ nha các bạn. Xin mời. Màn phục vụ văn nghệ của bé Mỹ Tú sẽ nhảy bài hôm nay là thứ bảy nha các bạn.
Phạm Tú nha. Dạ. Hôm nay sẽ là phần bước chương Phạm Tú. Vì môi trường xanh, chúng ta hãy bỏ ghép vào tường, bảo vệ thiên nhiên nha các bạn.